Vậy thì con xin chúc mừng những ai đang sở hữu Unlimited, chúng ta sẽ giàu. Chúng ta sẽ giàu luôn, và cực giàu luôn chú anh chị ạ. Vậy Lip FX là gì? Theo lời chào mời, đây được gọi là một đồng tiền điện tử do sàn Forex Liber phát hành được khoảng 3 tháng nay. Muốn sở hữu được đồng coin này, người tham gia bắt buộc phải bỏ tiền mua các gói từ 500 đô la Mỹ cho đến 50.000 đô la Mỹ. Số tiền đầu tư này sẽ được quy ra Lip FX với tỷ lệ là 1 Lip FX bằng khoảng 50 đô la Mỹ. Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi được sàn Liber trả từ 8% cho đến 16% tùy vào giá trị các gói đầu tư. 16% một tháng về một năm là bao nhiêu ạ? 192% đúng không chú anh chị? 192%, đây có phải là mình đầu tư 1 tỷ sau một năm mình có bao nhiêu ạ? Có 2 tỷ đúng không? Có đúng không chú anh chị? Lãi khủng nhưng vẫn chưa hết. Theo lời của người tổ chức sự kiện này, những người tham gia chỉ việc ngồi chơi và chờ đồng Lip FX tăng giá và tài sản sẽ dễ dàng nhân lên hàng trăm lần. Và đồng coin được đánh giá nó sẽ tăng trưởng đến tầm 200, 500 và 1.000 lần luôn. Nếu chúng ta đầu tư 1 tỷ, nếu lãi được 200 lần là nên bao nhiêu đấy ạ? 200 tỷ đúng không ạ? Nhưng quan trọng chúng ta có dám hay không nhỉ? Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, những người môi giới của sàn Forex Liber đã trình ra một giấy phép mà họ cho là từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế BLICE IFSC. Và có số giấy phép là 174775. Được Ủy ban Chứng khoán BLICE cấp giấy phép luôn ạ. Và hiện tại thằng này ra đời ở tại Vương quốc Anh. Và con cho cả nhà xem giấy phép luôn. Cái này nó hiện đây. Tuy nhiên, khi tra cứu giấy phép trên trang web chính thức của IFSC thì không có kết quả nào liên quan đến sàn Forex Liber. Ngoài ra, mới đây trong email trả lời của nhà đầu tư của Việt Nam, đại diện Ủy ban Tài chính Quốc tế IFSC đã khẳng định rằng LIPFX Coin không được IFSC cấp giấy phép. Nếu các nhà đầu tư thực hiện giao dịch với pháp nhân gian lận này, IFSC sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất. Theo các chuyên gia, từ chi tiết trên đã cho thấy đang có dấu hiệu bất thường từ sàn Forex Liber. Quốc tế của Mexico gửi về, và thứ hai nữa tôi kiểm tra trên tràn của Wi-Fi á, thì tôi cũng không nhận thấy có giấy phép của cái sàn LIPFX này. Đó là một trong những cái mà tôi thấy là nghi vấn. Những cái sàn mà ngoại hối mà được các cái tổ chức lớn á, cấp giấy phép kinh doanh cũng như có cái sự bảo trợ của họ á, thì phần lớn không có cái sàn nào mà đưa ra các cái gói gọi là lực của lãi suất cao như vậy. Hiện tại, luật pháp Việt Nam chưa cấp giấy phép hoạt động cho bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào và chỉ những đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép giao dịch ngoại hối. Vì thế, tất cả các giao dịch ngoại hối của cá nhân với các sàn nước ngoài sẽ không được thừa nhận và bảo vệ.